Chào các bạn. Các bạn nghe chuyện Thiên Quan Song Hiệp, tập 11, Hoa Môn. Đúng vào tiết thu phân 3 năm sau, cũng chính là dịp sinh nhật lần thứ 12 của Triệu Quan, cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Từ bé có biết cái gì là sinh nhật đâu. Bỗng nữ thất nương gọi cậu tới và bảo: Quan Nhi, hôm nay con đã qua tuổi 12 rồi, ăn cơm chiều xong thì đến phòng mẹ, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói. Đợi đến tối, Triệu Quan đến phòng mẫu thân, thấy bà đang ngồi ngay ngắn trên ghế, thần thái nghiêm túc. Ba người Thanh Trúc, Lạc Anh, Tú Liên đứng sau lưng. Nha hoàn Đinh Hương xuôi tay đứng cạnh. Triệu Quan hơi ngẩn ra, cất tiếng gọi. Trong lòng thầm nhủ, ba vị tỷ tỷ đều là danh đán trong quán, nhất rất ít khi rảnh rỗi gặp nhau. Hôm nay lại tụ tập ở đây, nhất định mẹ có việc quan trọng. Cậu ngẩng đầu nhìn Thanh Trúc, thấy trong đôi mắt phượng của nàng ta lấp loáng nét cười, tự nhủ chắc là việc tốt. Lại thấy trang phục của Lạc Anh như thể sắp ra ngoài dự yến. Lạc Anh có khuôn mặt tròn vành vạnh, mày cong mắt nhỏ, trông mười phần phúc hậu lại cao quý. Lưu Thất Lương chậm rãi bảo: Quan Nhi, hôm nay con đã qua tuổi 12, mẹ có một chuyện quan trọng muốn cho con biết, mau quỳ xuống xin mẹ nói. Lưu Thất Lượng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: 3 năm qua con đã nhiều lần theo các vị tỷ tỷ ra tay thực hiện nhiệm vụ. Trước đây ta chưa cho con biết tường tận sự tình, chỉ vì con không phải là đệ tử Bách Hoa Môn, không được phép biết đến nội tình và võ công độc thuật của bản môn. Theo quy củ của Bách Hoa Môn, phải qua tuổi 12 mới có thể chính thức trở thành môn hạ đệ tử. Hiện giờ con đã đủ tuổi. Môn phái của chúng ta tuy có quy định không thu làm đệ tử, song con cái thân sinh của đường chủ lại là ngoại lệ. Triệu Quan đợi ngày này đã lâu, nghe mẫu thân nói xong thấy trong lòng bừng bừng, lập tức đáp ngay: con đồng ý. Lưu Thất Lương gật gù đoạn nói: hay lắm, bây giờ ta hướng dẫn con nhập môn. Bà phát tay ra hiệu, Đình Hương bèn bày biện nó án lên chiếc bàn ở phía đông. Triệu Quan thấy hai ngọn nến trắng được thắp sáng, Đinh Hương này treo một cuộn tranh lên phía sau, tranh vẽ vô số đóa hoa rải đầy mặt đất, hình thái mỗi đóa hoa không giống nhau, nét vẽ cực kỳ tinh xảo. Lưu Thất Lương nói: bức tranh này vẽ thủy tổ Bách Hoa, bà của Bách Hoa Môn chúng ta. Lão nhân gia không muốn bộc lộ chân diện mục lên mới lấy 100 đóa hoa thay thế cho khuôn mặt. Triệu Quan gật gù. Lưu Thất Lương bảo Triệu Quan quỳ xuống trước án, bà cũng quỳ xuống bên cạnh, và người khác cũng quỳ xuống sau lưng bà. Quan Nhi, con nói theo ta. Đệ tử là Triệu Quan, được đệ tử đời thứ hai của Bách Hoa Môn là Cơ Hỏa Hạc tiếp dẫn, thừa phụng ý nguyện của Bách Hoa bà trở thành đệ tử đời thứ ba của Bách Hoa Môn. Triệu Quan nhắc lại từng câu từng chữ. Lưu Thất Lương bảo cậu bái lại Bách Hoa Đồ 3 lần, rồi đốt 3 nén hương. Lạc Anh, Tú Liên cũng lặp lại nghi thức chứng kiến. Hành lễ xong xuôi, Lưu Thất Lương lấy từ trong mình ra một chiếc thiết ấn nhỏ xíu. Quan Nhi, đưa tay tả ra để ta đóng ấn ký cổ Bách Hoa Môn cho con. Có đau không? Xong thấy thần thái mọi người đều nghiêm túc, liền không dám hỏi, đưa tay hữu đỡ lấy tay tả, ngưng vọng nhìn thiết ấn trong tay mẫu thân. Triệu Quan thấy thiết ấn chạm vào da làm bốc lên một làn khói mỏng mỏng, không đau lắm thì lấy làm kỳ quái, trừng mắt nhìn vào thiết ấn. Triệu Quan thấy trên da hiện lên một kỳ ấn màu trắng to cỡ đồng tiền, hình thái nổi lên rất rõ. Đình Hương tiến tới gần đắp một mảnh vải bố ướt lên chỗ đóng ấn ký. Lúc đó Triệu Quan mới thấy hơi đau. Lưu Thất Lương lại nói, đại đa số đệ tử trong Hỏa Hạc Đường lưu ngụ tại Thanh Lâu, ấn ký không ở trên tay mà trên vai hoặc chỗ khác. Trục Nhi, Anh Nhi, Niên Nhi, cho Quan Nhi xem ấn ký của các con. Thanh Trúc kéo cổ áo xuống để lộ ra ấn ký Hoa Môn trên vai tả, của Nạc Anh trên vai trái,
Tú Liên lại ở dưới sườn. Các cô lương trong Tình Phong quán đều coi Triệu Quan là trẻ con, nên không cố kỵ gì trước mặt cậu. May quá, ấn ký của mình lại trên cánh tay. Bách Hòa bà là bậc tiền bối cao nhân tinh tuyệt võ công độc thuật. Lão nhân gia từng hạ một số nhân vật võ lâm, nên có không ít cừu hận trên giang hồ. Bà thoáng dừng lại rồi tiếp tục câu chuyện. Mẹ tên là Cơ Hỏa Hạc, lúc 6 tuổi bị cha mẹ bán vào chốn sướng ca, phải chịu đòn roi của bảo mẫu. 10 tuổi bị có một lần mẹ không chịu nổi đầy đọa, chạy đến bờ sông toan nhảy xuống. Thật may Bách Hoa bà đi ngang qua, cứu mẹ mệnh rồi đưa đến nơi lão nhân gia ẩn cư.